Đây, giới thiệu cho anh em cái lốc xịn sò của Mitsu Outlander đây. Outlander đây. Xịn sò luôn nha. Đấy. Đọc đây. Lốc trông nó rất là nhỏ này thôi. Đấy nhưng mà cái thân nó phình ra này. Đấy mà lốc này nó là dạng lốc sắn tích nhá. Nó bé bé này. Cái dạng cái dòng lốc của Mitsu này với lốc của Honda nó giống nhau. Honda nó cũng dạng thân như này, cũng lốc sắn tích. Con này tháo ra nó chạy chạy bằng cái dạng như này. Sắn kiểu dạng vỏ sò ấy. Cái giống lốc là kiểu này này. Y một cái con sò luôn, con ốc không khác gì. Những cái đoạn đầu này nó xếp loạt các cái vòng bi y Honda, con Honda CRV họ tháo ra nó cũng thế. Trong này nhưng nó rất khỏe. Rồi em vừa đi review xong cái lốc con Mitsu Outlander. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại nhá, hoặc là add Zalo, Facebook. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Đẹp luôn. Đấy, con này mình trực tiếp mình nắp luôn, nắp lên xe luôn. Đấy, con này tháo dàn nóng này, thông xúc lại này. Anh em mà có nhu cầu mà thay thế thì có thể là liên hệ qua số điện thoại luôn.